Đặc biệt là bên shop là ship xe, các bạn nhận xe rồi kiểm tra xe rồi thanh toán nha các bạn, không có phải cọc gì hết nha. Còn cái chiếc này thì giá nó rẻ hơn đó, tại vì đời nó là cũng đời cũ hơn đó, nên nó có giá mềm đó. Chiếc này thì 16 triệu các bạn. Mỗi xe nó có mỗi cái giá trị nó khác nhau, tùy thuộc vào cái đời nó và là với lại là cái chất lượng của xe nữa. Nó cũ hơn một tí thì nó sẽ rẻ hơn, còn những chiếc xe nào mà nó đẹp hơn thì nó sẽ cao hơn. Tiếp tục nữa là đến chiếc dòng côn tây 150 winner đó. Chiếc này thì giá nó là 24 triệu nha các bạn, tình trạng thì vẫn còn nguyên zin hết, rất là đẹp luôn. Mấy bữa nay thì cũng có lô xe xấu, cũng có lô xe đẹp, mà cái lô xe này thì mình cũng cảm thấy là hình như là đẹp hết toàn bộ luôn. Chiếc nào chiếc nấy nó vẫn còn đẹp sáng sủa, vẫn còn zin hết, đẹp hết. Đặc biệt là cái giá nó cực kỳ mềm, tại vì bên thanh lý mà. Còn với những người mà họ mua đi bán lại thì giá cả nó sẽ khác nha các bạn, chứ không phải như bên mình đâu. Bên mình là bên bên thanh lý, mua là mua số lượng theo lô. Một lô như vậy thì không mấy trăm chiếc, cả ngàn chiếc, sau đó mới bán ra. Mua lô thì lúc nào nó cũng rẻ hơn là mua từng chiếc. Chiếc này thì giá là 11 triệu nha các bạn, 11 triệu. Có bánh mâm, thân đĩa đàng hoàng luôn. Xe đẹp nữa thì giá nó sẽ cao. Chiếc này thì 2017 Sirius 22 triệu bạn, Black. Có bạn thì nói không có liên hệ với shop mua được xe, thì shop cũng nói rất là nhiều lần để mà liên hệ với shop thì các bạn, thứ nhất là bạn phải dùng cái Facebook thật của các bạn nha. Thứ hai nữa thì shop ưu tiên trước cho mấy cái bạn mà chia sẻ video, thì mấy cái bạn đó thì ủng hộ shop thì shop cũng nhiệt tình lại, tại vì bên shop này rất cần sự ủng hộ của các bạn, nhờ các bạn thì bên shop mới bán được xe đó. Nên là cũng giúp được nhiều người là có xe để đi đó. Nên là chúng ta cứ nhiệt tình chia sẻ về thì shop sẽ kiểm tra các bạn là dùng Facebook thật hay là dùng Facebook ảo. Nếu như bạn dùng Facebook thật, chia sẻ đúng chỗ đúng cách thì shop sẽ nhân tiền của các bạn. Thì các bạn nhớ là kiểm tra cái Facebook nha. Facebook của shop thì có trên 10.000 lượt theo dõi đó, trên 10.000 lượt theo dõi của Facebook của shop nha các bạn. Là Facebook là Nguyễn Cường đó, bạn nhớ nha các bạn, Nguyễn Cường nha. Đó là trên 10.000 người theo dõi đó. Tại vì là cái Facebook của shop là Facebook nó lâu rồi đó, mua bán hồi giờ, nên là cái số lượng người theo dõi nó sẽ cao đó. Còn những người mà họ dùng Facebook ảo lừa đảo thì các bạn ní ra nha các bạn đó. Mình cũng nhắc các bạn rất là nhiều lần rồi đó. Các bạn cứ làm sao làm, là bên shop là ship toàn quá, các bạn nhận xe rồi kiểm tra thanh toán đó. Còn nếu chỗ nào mà yêu cầu nói bạn chọc đồ gì đó thì chắc chắn là lừa đảo nha các bạn. Vision thì từ 14 cho đến 16 triệu đó, rất là nhiều mẫu mã. Shop sẽ ưu tiên trước nha các bạn, ưu tiên trước những cái bạn mà chia sẻ video á. Shop nói cũng rất là nhiều lần rồi, còn bạn nào chưa biết nữa thì cứ chia sẻ video. Black thì nó đa dạng nhiều lắm nha các bạn, từ 10 triệu cho đến hai mấy triệu nha các bạn đó. Thì tùy theo chiếc đó, nếu như bạn cảm thấy mình mua được cái chiếc cỡ bao nhiêu nữa thì mình cứ nhắn tin qua, nó cũng dễ hơn. Nhiều khi báo giá như thế này các bạn cũng không có nắm bắt được, các bạn quên hay là bạn gì đó. Nên là các bạn cứ nhắn tin qua, shop sẽ cho thêm các bạn nhiều mẫu xe nữa đó. Mình nói vậy chắc các bạn hiểu. Trên đây báo giá chỉ là hình thức báo giá thôi, nhưng còn nhiều khi nó còn lộn xộn đó, có khi nó lại không đúng chiếc xe nữa nha các bạn. Nhưng mà Black ấy thì nếu mà đời 2017 đó thì tầm 16-17 triệu đó, đời 2014 hay 13 gì đó thì nó cũng tầm 13-14 triệu, nói chung là khoảng vậy nha các bạn. Còn những đời thấp hơn nữa thì 10 triệu cũng có đó, tùy theo nữa. Mà bên shop thì nó có nhiều lắm, nhưng mà cái đợt là cái video đây nè các bạn thì Black nó cực kỳ đẹp luôn đó, tầm 17 triệu đó, 17 triệu, 18, 19, 20 cũng có đầy đủ hết. Xe thì còn nguyên riêng hết, giấy tờ đầy đủ hết luôn. LED thì rẻ nha các bạn, LED thì chỉ có 12 triệu thôi đó. LED nó còn rẻ hơn Vision nữa, Vision thì 14, 15, 16 triệu đó. LED thì rẻ hơn, tại vì cái dòng này thì hồi trước kia thì nhiều người thích, chứ bây giờ cũng giảm lần rồi đó. Chỉ có cái người bán thì mới biết được khách là thích cái dòng nào nhất đó. Tại vì cái người bán thì thường thường là khách thích nhất là dòng Vision đó. Thì cũng có người thích LED chứ không phải là không, nhưng mà cái số lượng người thích LED nó ít hơn là dòng Vision đó, nên là Vision nó sẽ hạ giá. Dòng LED nó sẽ hạ giá, còn Vision thì nó sẽ giữ trong bình giá đó. Đặc biệt cái dòng Sirius đó, đời từ 2012 cho trở lên đến 2020-21 đây đó, thì giá là cái dòng
Sirius này nè, là nó gọi là nó cực kỳ rất là nhiều người thích luôn nha các bạn. Cái dòng này nó rất là bền, nó là nhiều người thích lắm. Đó, chiếc này thì giá nó là 10 triệu các bạn. Thì Sirius nó cũng tầm mười mấy triệu trở xuống. Đó. Tùy theo chiếc nữa, có chiếc thì mới lên keng đẹp thì nó sẽ cao, mà chiếc thì chạy rồi thì nó sẽ thấp. À, chiếc này thì giá là 24 triệu nha các bạn. 24 triệu còn riêng hết, không có trời suốt gì hết nha. Và nói tóm lại là xe thì rất là nhiều, nên là các bạn không có lo gì mà xe thì hết đó. Chủ yếu là những cái dòng xe còn tốt hết, nên là các bạn cứ yên tâm nha. Thì shop cũng rất mong các bạn chia sẻ video, cứ chia sẻ video nhiệt tình thì shop để shop mà bán được xe thì cũng như để nhiều người thì mua được xe các bạn đó, nên rất là có lợi cho hai bên hết, không có ảnh hưởng gì tới tài chính hay là cái gì hết của các bạn hết đó, nên là shop cũng rất mong là các bạn hiểu chỗ đó. Chiếc này cũng là cái chiếc cuối cùng luôn, tại vì còn nhiều lắm, nhưng mà shop cũng đang một số lượng tạm thời thôi đó. Cũng còn nhiều chiếc nữa mà thì các bạn muốn tham khảo thêm nữa thì các bạn xem lại mấy video trước, tại video trước cũng còn nhiều xe lắm chưa bán được đó. Có những chiếc đen lên thì bán được, mà có những chiếc đen lên thì cả tháng 2-3 tháng sale bán mới được cũng có nha các bạn đó. Nên các bạn cứ xem lại để mình cảm thấy mình thích hợp với chiếc nào thì mình chọn nha các bạn. Chào các bạn nha. Thì mấy bữa nay thì cũng có một lô xe nữa nha các bạn, thì mình cũng sẽ đăng lên cho các bạn luôn để các bạn tham khảo. Những chiếc xe đây là những chiếc xe còn mới hết nha các bạn, nên nó rất là tốt luôn đó. Thì các bạn xem xe thì các bạn cũng có thể thấy được là cái xe nó tốt như thế nào. Đó, nó rất là đẹp luôn. Tại vì xe 2018, 19, 17 không nha các bạn. Và nếu như các bạn không có xem được rõ thì các bạn có thể nhắn tin qua cho shop, để shop sẽ gửi xe lại, gửi hình ảnh hoặc là video để cho các bạn xem lại, cho các bạn nhìn thấy nó rõ hơn nha các bạn. Còn trên này thì mình làm video nên là mình sẽ báo giá, chủ yếu là báo giá với lại tư vấn về xe thì để cho các bạn tham khảo nha. Vision, xe này 2018 luôn nha các bạn, cực kỳ đẹp đó, xe 2018 rất là đẹp luôn. Xe 2018 nhưng mà nó chưa có chạy bao nhiêu hết nha các bạn, tại vì nó nằm trong kho của shop đó, nên là nó cũng cả một năm nên là cái xe nó chưa có chạy bao nhiêu hết đó, shop cũng mới rửa ra, rất là đẹp luôn. Chiếc này thì 16 triệu nha các bạn. Còn đây là Jupiter Gravita đó, xe này thì cũng khá là lâu rồi nhưng mà vẫn còn đẹp đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ này, dàn áo ở đây thì shop không có đánh bóng lại xe đâu nha các bạn đó, shop chỉ rửa bình thường thôi cho xe nó sạch sẽ rồi đó, còn mọi phụ tùng của xe thì vẫn như trong video đây luôn nha các bạn, tức nghĩa là sáng bóng như trong video luôn đó, chứ không phải là shop tha cái gì cho nó láng hay nó bóng đâu nha các bạn. Chiếc này thì giá nó là 9 triệu nha các bạn, Gravita Jupiter các bạn. Tại vì xe 9 triệu thì so với mấy bữa trước thì nó cao, tại vì xe nó đẹp thì nên là nó cao thôi các bạn, chứ không phải là gì đâu nha. Chiếc này thì giá là 8 triệu rưỡi, có bánh mâm thắng đĩa luôn nha các bạn. Sirius nha, RC đó. Màu nó thì không có được đẹp đó, nhưng cái kiểu màu không được đẹp nha các bạn, nhưng mà xe thì vẫn còn mới nha đó, các bạn nhìn có thể thấy rõ được nè, cực kỳ đẹp. Bên ngoài thì sẽ nhìn đẹp hơn trong cái video này nữa nha các bạn. Tại vì bên ngoài là nó thực tế hơn nên là nhìn nó đẹp hơn, trong đây thì không có chỉnh sửa cái gì hết đó, nên là video nó nói chung là bên ngoài nó sẽ đẹp hơn đó. Còn đây là 21 triệu bạn đó, cũng vừa mới rửa xong hết đó, cũng cực kỳ đẹp, máy móc êm, giấy tờ đầy đủ hết, bình đề đầy đủ hết, shop cũng vừa mới thay nhớt cho các bạn luôn. Bình vẫn còn bình mới luôn nha các bạn, không phải bình cũ đâu. Đó. Bình GS. Bình này nếu như chúng ta thay ở ngoài thì cũng tầm 300, 200 mấy 300. Đó. Còn ở trong hãng thì người ta lấy sẽ cao hơn. Còn đây thì Jupiter nữa các bạn, nó cũng Gravita nữa. Đó. Nhưng mà đẹp lắm nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này thì 12 triệu nha các bạn. Xe này thì có bạn hỏi lúc mới mua thì khoảng bao nhiêu tiền, thì lúc mới mua thì 30 mấy triệu nha các bạn đó. Nó ngang với xe Vision rồi đó, nhưng không có ít đâu. Dòng xe này thì rất là chất lượng. Accenter nha các bạn, còn nghiêng riêng luôn nha đó. Chưa có thay đầu thay đuôi gì cả hết, vẫn còn nghiêng riêng hết. Chiếc này thì 22 triệu nha các bạn, 22 triệu.
Bên shop là ship toàn quốc cho các bạn luôn nha các bạn. Các bạn nhận xe rồi kiểm tra xe rồi thanh toán luôn. À, bên shop không có nhận tiền cọc nha. Các bạn có muốn cọc đi nữa thì bên shop cũng không có nhận đâu nha. À, tiền ship này nọ thì bên shop là hỗ trợ hết các bạn. À, các bạn chỉ nhận xe miễn phí thôi. À, nói chung là bên shop cũng còn nhiều các loại xe khác nữa. À, ở trên đây thì một số để cho các bạn tham khảo. Tại vì số lượng xe thì mới bữa nay thì bán không có hết nha các bạn. Nên là bên shop không có đăng lên nhiều. À, còn khi nào mà bán cảm thấy nó hết rồi á, thì bên shop tiếp tục đăng nữa. Cứ như vậy. À, nhưng mà xe thì vẫn còn, mấy video trước thì vẫn còn nhiều lắm. Bán vẫn chưa có hết. À, nên là cứ hết lần thì shop sẽ đăng lên nữa. Để mà kiểm soát được những xe nào mà bán, những xe nào mà chưa bán. À, nên các bạn muốn mua xe thì nhiều khi các bạn cảm thấy video này mà không có xe mà các bạn thích thì bạn sang cái video khác của shop, các bạn cứ tìm kiếm nhiều có chiếc xe mình thích, cũng chẳng hạn như cũng là một chiếc Sirius nhưng mà có bạn thì thích chiếc 2014, 2013 hay là chiếc mới hơn hay là chiếc cũ hơn, nó tùy theo đó, nên là các bạn cứ tìm không sao hết. Chiếc này thì giá là 9,5 triệu nha các bạn, màu đỏ đen, bánh mâm thiên địa đàng hoàng luôn. À, xe rất là đẹp luôn nha các bạn, đẹp lắm, dàn áo đồ sáng bóng đẹp, bô gác chân lốc máy đồ không có trời đâu nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Filter nha các bạn, filter dòng này thì dành cho những người lớn tuổi thì đi là thích hợp. Nó cực kỳ nó lợi xanh, nó cũng không có đẹp, nó nhìn thì mẫu mã của nó thì cũng bình thường, không có đẹp, nhưng mà có cái thì nó của Honda thì nó cũng tốt, chất lượng nó cũng tốt. Máy móc thì vẫn còn sáng sủa, dàn đồng vẫn còn đẹp hết, dàn áo vẫn còn ok hết. Chiếc này thì giá là 8 triệu nha các bạn. Giấy tờ vẫn đầy đủ hết luôn. Còn A Black thì 14 triệu. Nói chung A Black thì tùy theo loại. Có loại hai mấy triệu cũng có. Nãy có cái chiếc đầu cũng hai mấy triệu đó các bạn. Nhưng mà chiếc này thì chỉ có 14 triệu. Tùy theo chiếc nha các bạn. Nhiều bạn thì nói sao có chiếc cao chiếc thấp á. Nó tùy theo chiếc xe mà. Mỗi chiếc xe thì